ơn quý vị đã trở lại với Lovely Life in USA. Ngày mai đó quý vị là Trung Thu rồi, cho nên Thanh Hà và Tina đã sẵn sàng rồi nè. Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, bánh in ngon ngất ngây con gà Tây luôn. Xin mời quý vị bắt tay vô làm với Sarah, Thanh Hà và Tina nha. Đây là hai loại nhân mà mình sẽ làm bánh dẻo và bánh in hôm nay nha các bạn. Cái chảo nhân mình đang xào đó, thấy nó có màu xanh không? Đó là đậu xanh, lá dứa và mứt bí, cái sầu riêng nữa. Còn cái chảo kế bên nè, là mình làm đậu xanh, sầu riêng với mứt bí. Cái công thức mà để làm nhân thì mình cũng làm y chang như là cái lần vừa rồi trong cái video clip bánh dẻo cổ truyền. Nếu mà các bạn muốn xem lại cái công thức á, thì xin vui lòng đến cái video clip đó nha. Mình làm y chang như vậy. Các bạn xào nhân cho đến khi nào mà cái đậu xanh nó không có dính vào spatula nữa mới là được nha. Nè, thấy không? Đây nè, nó rất là trót lót luôn. Như vậy là chúng ta đã được rồi đó. Xới nó lên như thế này mà nó gọn ghẽ, nó không có dính vào cái spatula cũng như nó không dính vào chảo là nó rất là hoàn hảo. Rồi hôm nay Tina và Sarah sẽ làm vỏ bánh Trung Thu, bánh nướng nha quý vị. Thì trước tiên đó thì Tina xài cái bột khác nè, bột để làm bánh khác và bột mì đa dụng. Công thức này Tina xài 260g bột mì đa dụng và 260g bột khét, 320g đường syrup. Tại mình làm ít, mình không cần phải nấu đường, mình đi mua người ta nấu sẵn, để lâu như vậy bánh ra rất là ngon, cho nó tiện. Và một lòng đỏ trứng gà, 2 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê baking powder. Rồi bây giờ thì nguyên liệu đã đầy đủ thì Tina chuẩn bị trộn bột để mà nồi bột làm cái vỏ bánh. Thì mình trộn hai thứ bột với nhau, mình trộn cho nó đều lên hai thứ bột. Và mình cũng cho luôn baking soda vào, mình trộn lên. Và sau đó là mình khoét một cái lỗ chính giữa như vậy. Và mình từ từ mình dế cái đường syrup vào. Mình cứ trộn đều nó lên. Tùy theo cái bột của mình mới hay cũ thì nó sẽ làm cho bánh khô, hoặc là nếu mà mình cần thêm cho nó dẻo, cái độ dẻo nó đủ thì mình phải cho thêm nước đường hoặc là giảm nước đường tùy theo cái bột của mình. Và Tina cũng cho thêm 3 muỗng cà phê bơ đậu phộng để cho nó có độ béo và nó kết dính, vừa có độ béo thơm mà nó kết dính vô nữa. Mình trộn tất cả mọi thứ vào với nhau và mình thấy nó còn hơi khô, thành ra mình sẽ cho thêm chút xíu nước đường. Và cái vỏ này thì mình đừng có nhồi kỹ quá nó sẽ dai đó. Cho nên mình rửa tay thật sạch và mình nhồi sao cho nó có độ kết dính lại với nhau thành một cái khối là được rồi.
Sau khi nhồi bột thành một khối như vậy, mình để như vậy cho nó nở ra nửa tiếng đến 45 phút. Rồi mình sẽ bắt đầu đóng bánh được nha quý vị. Mình đi bọc lại cho nó đừng có bị khô. Bây giờ Thanh Hà sẽ làm nhân để mình làm bánh nướng nha các bạn. Ở đây đó là mình có các loại nuts giống như là hột điều nè, hột hướng dương và hột dưa, mứt gừng nè, mứt vỏ, trái cam và cái trái cranberry. Tất cả mình trộn đều lên với nhau. Ở đây mình có hột sesame, tức là hạt vừng đó. Ở đây nữa là lạp xưởng. Các bạn lưu ý nha, những cái loại hạt nuts này đó là mình đều phải rang lên hết cho nó thơm nha. Và mỗi thứ là 100g. Ở đây mình có một chút xíu ngũ vị hương, các bạn chỉ cho nửa muỗng cà phê thôi nha, một chút xíu thôi, đừng nhiều. Ở đây là rượu mai quế lộ, mình có 2 muỗng súp tablespoon đó, 3 muỗng súp nước, 2 muỗng teaspoon dầu mè, 2 muỗng teaspoon dầu mè. Ở đây mình có lá chanh thì mình dùng khoảng chừng 10 cái lá chanh, mình thái thật là nhuyễn. Và cuối cùng là mình cho bột làm bánh dẻo, khoảng chừng 1 muỗng rưỡi đến 2 muỗng súp. Tất cả trộn đều lên. Ở đây Thanh Hà còn có một ít mứt bí mà mình đã cho nước hoa bưởi vào, nó rất là thơm, mình trộn vào luôn nha các bạn. Ở đây là cái hỗn hợp này đó, nó chưa có được dính cho nên mình sẽ cho thêm bột làm bánh dẻo vào. Mình cho nó đến khi nào mình thấy nó cái độ của nó có thể mà vo thành viên lại được thì mới được nha. Nhân thơm lắm các bạn ơi, nhưng mà biết sao không, mình vẫn muốn cho nó thơm thêm một tí nữa là mình cho một ít cái vỏ của trái chanh vào, tức là lemon zest đó. Mình cho hết luôn nguyên vỏ của nguyên một trái chanh luôn nha quý vị, nó sẽ thơm lắm, hương thơm tỏa ra rất là thơm luôn. Nhưng mà mình nướng lên đó nó sẽ càng thơm hơn nữa nha các bạn, vì nó được tan chảy ra đó. Nhân như vậy đã được rồi nha các bạn, mình vo tròn thành viên như thế này và mỗi một cái viên này đó là 140g. Ở đây Thanh Hà có 3 loại nhân để mình làm bánh nướng ngày hôm nay nè. Thứ nhất là nhân thập cẩm, kế đến là nhân đậu xanh và sầu riêng. Và ở đây mình có đậu xanh, sầu riêng và lá dứa. Thấy hấp dẫn chưa? Đây là vỏ bánh để mình chuẩn bị đóng bánh nha quý vị. Thì cái vỏ bánh của bánh nướng á chỉ là một phần thôi, và cái nhân phải là 2 phần. Thì ở đây Sarah Tina làm cái nhân, mỗi cái phần nhân là 140g, thì cái vỏ làm 70g bột. Để quý vị, mình làm cái vỏ đó thì mình cán vào ngoài nó mỏng hơn, ở giữa thì nó vẫn còn dày hơn chút xíu nha. Mà mình đừng có cán to quá, nó vừa phủ cái bánh là được rồi.
Đây cũng nhân. Mình ấp ngược lại. Rồi mình nắn sao cho nó thật là chặt vô để cho nó đừng có cái e, đừng có cái hơi. Thì lúc mình cắt cái bánh ra nó mới chặt, nó mới đẹp. Vỏ thì mỏng, nhân thì đầy. Nhìn thấy nó có vẻ giống như hơi thiếu vỏ, nhưng mà mình ráng mình cứ nhét nó vô thì nó mới đẹp nha quý vị. Sau khi mà mình đã phủ được hết cái nhân rồi đó, mình muốn cho chắc ăn á, mình lấy cái cây tăm mình đâm vài lỗ để cho những cái hơi trong đây nó ra hết, thì cái bánh nó sẽ được chặt, chứ không thôi nó sẽ bị lỏng bỏng á. Vài lỗ nhỏ nhỏ thôi là lúc mình đóng bánh vô khuôn thì không có bị sợ thấy mấy cái lỗ đâu. Cái khuôn thì mình cũng phải rắc một ít bột áo, chút xíu bột áo nha. Và cái bánh cũng vậy nữa, mình cũng xoa chút xíu bột áo, nhẹ mỏng thôi, đừng có cho nhiều quá thì nó sẽ bị cứng bánh á. Nhưng mà nó cũng có phải có đủ chút xíu để cho nó không có bị dính vô cái khuôn. Để cái mặt đẹp xuống, cái mặt xấu thì ở dưới đấy. Và mình lấy một cái hình hoa văn khác cũng được, không có sao, miễn là nó của cái khuôn này. Và mình để vô trong đây, mình bọc plastic lại để mình nhấn như vậy cho nó dễ làm đó quý vị, thì nó sẽ đều, rất là đều đặn, cái bánh ra nó đẹp lắm. Nhớ xiết bốn góc để cho cái bánh nó sắc sảo. Và cũng đè mạnh mà một cách vừa phải thôi, đừng có đè mạnh quá thì nó sẽ bị lòi nhân ra. Mình sẽ lấy cái này ra trước nè, thấy nó rất là bằng nè quý vị, nó có hai răng kệ nó, tại vì nó ở dưới đáy không ai thấy hết. Xong sau đó mình lại đắp chút xíu bột áo ra đây lại để cho cái bánh xuống nó đừng bị dính, mà mỏng thật là mỏng thôi. Và đặt khuôn xuống, nhấn xuống vài giây để cho cái bánh nó sắc sảo. Rồi xong. Đây là cái bánh rất là xinh xắn, rất là sắc sảo. Các bạn nhìn nè, đây là những chiếc bánh trước khi bỏ vào lò để nướng. Chưa gì mà đã nhìn rất là xinh đẹp và nổi phải không các bạn? Trước khi đem đi nướng mình xịt nước nè quý vị, để cho cái bánh nó đừng bị nứt mặt bánh đó. Bây giờ thì mình xịt nước xong rồi thì mình sẽ lao vào trong lò nướng để nướng 375 độ cho 12 phút đầu tiên nha quý vị, để ở rãnh giữa. Sau 12 phút chúng ta lấy bánh ra khỏi lò và mình sẽ xịt nước và đợi từ 15 cho đến 20 phút để cho bánh nguội, rồi mình sẽ bỏ vào lò để nướng lần thứ hai nha các bạn. Bây giờ sau khi nướng bánh lần thứ nhất với 375 độ F và mình đã để mình xịt và lấy ra để xịt nước cho nó nguội, chờ cho nó nguội nãy giờ là được 20
20 phút rồi đó, đã nguội được nhiều lắm rồi đó quý vị. Thì chúng ta hạ lò xuống 330 độ và chờ cho lò nóng lại trở lại, và chúng ta sẽ quết mặt bánh với lại hỗn hợp trứng và sữa. Chúng ta xài đây là 2 cái lòng đỏ trứng gà với lại 4 muỗng cà phê sữa và một chút xíu dầu mè. Mình đánh cho nó tan, cho nó hòa đều như vậy, cho nó lỏng lỏng thôi, và mình thoa một lớp thật là mỏng lên mặt bánh nha quý vị. Đừng có cho thoa nhiều trứng quá, nó thật là mỏng thì nó mới sắc nét được. Và nhẹ nhàng xài cái cọ nào mà mỏng manh nhất á. Ở đây Tina có cái cọ silicon thì Tina xài nó cũng có mềm, nhưng mà nếu quý vị tìm được cái cọ nào mà nó mềm mại hơn nữa đó thì nó ra càng đẹp, nó càng mỏng manh. Thì Tina có thêm 2 chú heo nữa nè quý vị. Mình cũng xoa một lớp trứng thật là mỏng lên 2 chú heo luôn nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vô lò lần thứ nhì. Nhớ là lúc nào cũng bật lò trước cho nó thật là nóng nha quý vị, nó mới đều nữa. Và mình nướng thêm 15 phút nữa. Để quý vị, sau khi nướng bánh lần thứ nhì với 330 độ F là Tina nướng, mới đầu là định nướng 15 phút nhưng mà sau đó Tina phải để là 25 phút đó tiết quý vị, nó mới vàng thêm như vậy. Và bây giờ xong rồi Tina lấy ra, Tina lại xịt thêm nước nữa nè, để cho nó bánh cho nó ráo màu thì nó giữ cái shape đẹp và nó không bị nứt bánh ha. Rồi mình lại tiếp tục để cho bánh thật là nguội, rồi mình mới quét trứng lần thứ nhì, rồi mình nướng thêm nữa là sẽ hoàn thành xong cái bánh trung thu nướng. Ôi, những chiếc bánh xinh đẹp của chúng ta mới ra lò nè quý vị và các bạn ơi. Thấy không, màu vàng nâu rất là đẹp, những hoa văn của hoa cúc, hoa đồng tiền, lại còn có chú heo nữa, rất là nổi phải không các bạn? It's so wonderful, I'm so proud. Những hoa văn rất là sắc sảo. Đây là lần đầu tiên Thanh Hà và Tina làm đó, mà mình thấy là cũng khá thành công phải không các bạn? Ở đây mình có 3 loại bánh nướng nè, tất cả các bạn thấy không? Mình có bánh nướng thập cẩm nè, bánh nướng lá dứa sầu riêng, bánh nướng đậu xanh sầu riêng và trứng muối nữa. Có thể vừa ăn chay và ăn mặn cũng được, vì trung thu cũng là ngày rằm đó các bạn. Cho nên cái bánh đậu xanh sầu riêng lá dứa này đó là mình có thể ăn chay được. Lần này đó, Thanh Hà và Tina không những làm bánh nướng mà còn làm bánh dẻo và bánh in nữa. Các bạn, ở đây mình có cái bánh in là đậu xanh, lá dứa và sầu riêng, rất là thơm ngon, các bạn thấy không? Lần đầu tiên mình làm đó, nhưng mà nó cũng khá là thành công. Mình còn có mứt bí nữa đó. Yes. Đúng theo truyền thống luôn đó. That's right. Wow, mùi bánh in thơm ngon quá. Để mình nếm thử nha. Nó rất là mềm, thơm mà dẻo. Và bột thì cũng mịn màng nữa. Thường bánh in mà mình làm tại nhà mình ăn rất dẻo, còn về ngoài chợ bán người ta để lâu rồi đến cái bột nó bị khô cứng lại, nên ăn ở nhà rất là ngon. Hôm nào Sarah, Thanh Hà và Tina sẽ làm cái clip làm bánh in để tặng cho quý vị nha. Một lần nữa,
Thanh Hà và Tina. Xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã bỏ thời giờ để xem cái video clip này. Các bạn nhớ bấm like, share and subscribe cho Lovely Life in USA nha. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Have a good day.